mà hơi mà không may anh này lái xe mà không may kiểu hơi chạm tay cái tên miệng nó giật ra cảm giác nên giật luôn á. Và sau cháy bỏng vừa có điện giật này vừa có ánh hoàng hôn thiêu đốt anh ạ. Lại còn với một người phụ nữ đẹp như thế này thì là tán tỉnh và chốt hạ là phải thật nhanh, đúng không? Chính xác. Không thì em khẳng định là anh Khánh sẽ gặp rất nhiều đối thủ trên đường đi. Thế thì em muốn hỏi là cái tốc độ yêu và cưới của anh chị diễn ra trong bao lâu? 2 tháng đấy. Wow. Yêu nhau đính hôn rồi, cầu hôn rồi thì mang chầu cau đến để một tháng rồi. Yêu nhau là đã cầu hôn, rồi. Tại sao hai người lại có thể chắc chắn về nhau như thế? Thực ra thì khi nó trái ngược mọi thứ, nhưng mà khi mà ở với nhau ấy, cái hầu như là tất cả mọi thứ nó bù trừ nó, tự nhiên nó cảm giác là nó rất là hợp nhau ấy. Hợp lý và thấy là thôi, hợp lý này thì thôi dọn về ở cùng nhau. Vậy lời cầu hôn diễn ra như thế nào? Lời cầu hôn thì hôm đấy hai vợ chồng đi lễ ở trong Côn Đảo về, nuôi ở sân bay về muộn. Đang đi xách vali kéo ở dưới sảnh để chuẩn bị lên nhà thì ngồi ở ghế đá mới muộn này. Bắt đầu mới ngồi ở đấy cầm tay nhau nói chuyện. Xong bắt đầu mới bảo cho mình quay sang hỏi mình là vợ ơi, hai vợ chồng mình cưới nhau đi. Ngày xưa anh cũng rất là thích hẹn hò với chị lớn tuổi hơn đấy. Mấy cái tên mình thấy mình học với các chị lớn tuổi hơn một chút xíu. Cho đến khi làm sao? Cho đến khi ấy, thì em hiểu thế nào thì em cứ hiểu thôi. Thế cảm giác khi mà hẹn hò với những chị lớn tuổi hơn như thế nào? À, cũng phải nói rằng là nó cứ có một cái gì thôi đó. Hôm nay sẽ không để DJ chia sẻ mà chúng mình sẽ đến với một cặp đôi là minh chứng rõ rệt nhất cho cái câu vừa rồi Ovi đã nói. Wow. Xin mời cặp đôi ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình tên là Khánh, mình sinh năm 94, mình đang làm spa và thẩm mỹ. Chào mọi người, mình tên là Ly, sinh năm 84, mình cũng làm về thẩm mỹ công chồng. Wow, nhìn cái nhà có thể nhìn thấy cặp đôi này là có một cái gì đó vô cùng ấn tượng luôn, đúng không? Ok, và bây giờ xin rất là tò mò là hoàn cảnh gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên gặp Khánh là lên đăng ký để lên làm mũi. Okay. Ai là người đăng ký? Tức là anh Khánh là người là khách hàng, đúng rồi. Lên gặp bác sĩ là thích luôn bác sĩ. Ôi, xong về nhà lên một kế hoạch 8. Nhưng mà anh Khánh ơi, lúc đấy anh nhìn thấy chị Ly thì ấn tượng đầu tiên của anh là gì và điều gì ở chị Ly làm cho anh điếu đổ luôn? Trước khi gặp vợ mình thì mình theo dõi qua Facebook rồi. Trước khi gặp hóa ra là đi đặt cái mũi chỉ để gặp cô này thôi, đúng không? Cái này thì mới đầu là chỉ có nhu cầu đi làm mũi thôi. Nhưng đến lúc gặp bác sĩ thì thấy yêu luôn rồi. Đấy là cái này yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ nhìn đầu tiên. Wow, tình yêu sẽ đánh. Không, đấy chưa phải là cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn đầu tiên là lúc mà anh ấy đã theo dõi Facebook của chị ấy rồi. Nhưng mà khi gặp nhau người thật việc thật thì chắc là anh ấy quá choáng váng. Vậy thì ấn tượng đầu tiên về của chị Ly về anh Khánh là như thế nào? Bình thường. Như những kiểu cả người khách khác bình thường. Đúng rồi. Không có ấn tượng gì cả. Vậy thì lúc mà về nhà thì thấy người ta add Facebook đúng không? Thế là như nào? Cái thì chuyện này nó xảy ra như thế nào? Thì còn không add Facebook đâu. Nhưng mà thấy là cái bệnh nhân này suốt ngày khi mà làm xong rồi ấy, nó cứ hay đòi fake time. Mà thường thường là bệnh nhân có ai fake time với cả mình mấy đâu. Thường thường là sẽ chụp hình báo cáo tình hình xem sao như thế nào ấy. Đây cả ngày hay fake time đó.
chị ơi thế cái sự cái đấy nếu như mà rơi vào trường hợp của em là em sẽ nghĩ là em đang bị quấy rầy đấy. Đúng lúc đấy ghét mà. Yeah. Wow. Lúc đấy không thích được, cũng thấy phiền. Phiền. Wow. Chị Y vừa nói là anh Khanh có lên kế hoạch bài bản thì, luôn. Bài bản thì kế hoạch bài bản là bắt đầu từ bao giờ? Là như thế nào, bài bản là từ bao giờ? Thật ra thì bảo là bài bản thì cũng không phải á. Có một người bạn của mình bạn thân của mình tên là Hoàng, chơi với em của Ly này. Xong rồi là về mới bảo mình là tao mới gặp chị về làm thẩm mỹ, có thể mày đi sửa mũi đi, ngay sau mũi mình bị lệch, mày đi sửa mũi đi. Chị làm đẹp lắm, là về vào Facebook để xem thì thấy bác sĩ xinh ạ. Mũi chưa tính nào nữa. Em nhìn là thích. Ôi, dù là đã biết tuổi nhưng mà nhìn vẫn thích. Wow. Thế nên là quyết định đi làm mũi, đầu tiên là quyết định làm mũi, nhưng mà xong rồi xuống đến nơi để làm mũi thì nhìn thấy bác sĩ xinh quá nhỉ. Tức là nhìn thấy một cái là biết ngay là mình về là mình phải lên chiến lược để tán bằng được cô bác sĩ này, hay là còn về nhà phải đắn đo suy nghĩ đã. Cũng suy nghĩ nhưng mà thích rồi thì biết làm nào. Nhưng mà để con tim dẫn lối đúng không? Về nhà nhắn tin cho bác sĩ bảo là bác sĩ phải thích care bệnh nhân nhé. Được đấy. Này, là mũi không phải là mặt đâu mà phải dày lên thế nhở? Để mới nhìn được chứ đúng không? Người ảnh sẽ bị lệch lạc, gọi điện để nhìn. Xong rồi là có một chị gái mình nhận là chị Dung Nhung, chị ruột luôn. Chồng của chị ấy muốn đi làm mũi thì mình đưa về để làm mũi. Sau cái hôm nói chuyện đó thì bắt đầu mới cho mình cơ hội. Lại lấy cớ đi gặp. Đầu tiên là thế đâu, thế thì phiền. Nhưng mà sau khi nghe cái câu chuyện mà của chị ấy thì tự nhiên nó thấy thay đổi, thấy khác. Bắt đầu lần đầu tiên thấy nhầm vào Facebook là gì, Facebook của cậu này là gì. Chứ còn trước đó là không vào Facebook, mặc dù là gửi tiền cọc tiền các thứ chỉ có qua chat thôi, chứ còn không vào trong Face để xem hình ảnh cậu ấy như thế nào hay là cái cuộc sống của cậu ra sao, không, mình không để tâm tại vì mình không quan tâm mà, cho nên là mình cũng không để tâm đến. Thế em tò mò quá là sau khi nghe câu chuyện về bạn Khánh thì chị bắt đầu thay đổi ấn tượng về bạn ấy, thế thì câu chuyện đấy như thế nào, chị có thể chia sẻ cho bọn em? Câu chuyện là có ba đứa con. Sinh năm 94, có ba đứa con xuất sắc. Tức là Khánh mình đã từng có vợ rồi. Vậy là vợ ba đứa con rồi. Wow. Thế thì lúc mà chị Ly có biết đến việc có ba đứa con thì chị lại bắt đầu thích anh ấy vì điều đấy hay là như nào? Thích, không thích cậu này đâu, nhưng chỉ thích vì cái điều đó, vì thấy là có ba đứa con. Xong bắt đầu mới là sau khi nghe câu chuyện của chị ấy, bắt đầu mới ấn vào Facebook mới thấy hình đại diện ấy. Là có bốn bố con là ôm nhau ở trên hình đại diện. Tự nhiên cái lúc đấy có cái cảm xúc gì giống như là một cái sợi dây gì đó, nó tự nhiên nó giật trong người mình á. Tức là chị cảm nhận được cái tình cảm cha con. Có thể sau khi nhìn bức ảnh đấy thì tự nhiên cảm giác mình thuộc về nơi ấy. Giống như kiểu là đúng như thế. Giống như kiểu là ở đây đã định có mệnh một định mệnh một ông bố này và đã có ba đứa con rồi, còn thiếu mất một người. và mình cảm thấy là thiếu mình. Còn thiếu mình nữa đúng không? Thế là trong ảnh đấy là chỉ có bố và ba đứa con, không có mẹ. Không có. Thế là ba đứa con gái, cả ba cô công chúa. Wow. Thế thì em hiểu rồi. Vậy thì cái này chị phải hỏi. Đây. Ba đứa con. Ba đứa con gái. Wow, thế thì mà mình lại rất thích con gái nhỉ? Rất thích con gái. Thế thì ông lấy vợ năm bao nhiêu tuổi mà đã ba đứa con rồi? Mình lấy vợ năm 18 tuổi. Ôi. Một thằng con gái mà cái. Có thể là con chưa ra trường thôi nhỉ? Mới đang đi học. Wow. Bây giờ lúc này mới học cấp 3. Đúng rồi. Vừa mới hay học hết cấp 3 rồi đúng không? Đúng rồi. Wow, thế mà chơi luôn. Thì anh này thích cuộc sống gia đình lắm. Wow. Thích cuộc sống gia đình, không thích là độc thân đấy. Nhưng mà em cảm thấy nhá, em cũng phần nào hiểu được tại sao mà chị Ly cảm thấy xốn xang trước bức ảnh đấy. Đó là khi là một người đàn ông này bày tỏ tình cảm với những đứa con, mà đặc biệt là những đứa con gái, thì phụ nữ bọn em luôn cảm thấy rằng là cảm thấy có một sự tin tưởng chắc chắn rằng là đây là một người đàn ông cực kỳ tâm lý, rất hiểu phụ nữ và rất khéo chăm sóc.
Như CD đã nghe thấy là sau khoảng một thời gian siêu ngắn là Khánh đã gọi là tỏ tình rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy thì nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên là ở nhà em Nhung. Hai hôm đấy là vợ chồng mình từ Thái Nguyên nó bắt đầu là đón nhau xong rồi đi về nhà Nhung, một người em gái của vợ mình chơi và ở Bắc Giang. Đúng rồi. Bắt đầu đứng ở bờ ruộng. Bờ ruộng. Ngắm hoàng hôn. Ôi giời ơi. Rồi em mới nuôi mới ôm chị như này. Bắt đầu mới thơ hôn nhau. Wow. Cái cảm giác đôi đấy thích thật không nhỉ? Thế là ngồi cạnh nhau cứ dựa dựa ở nhau như này. Mà hơi mà không may anh này lái xe mà không may kiểu hơi chạm tay với cái miệng nó đập ra. Cảm giác nên tận luôn á. Và sau cháy bỏng vừa có điện giật này vừa có ánh hoàng hôn thì tốt anh ạ. Lại còn ở bờ ruộng mà không có điều hòa mày là ngày giữa tháng 6. Lại còn gió lỏi thoảng bị cháy lắm luôn, khét lẹt luôn. Đó là cái lúc đấy là mình rất là thích ấy, bởi vì lúc ấy tự nhiên thì yêu thế. Yêu mọi người rồi, nhưng mà cái cảm giác nó vẫn như là kiểu tuổi học sinh ấy. Đúng rồi. Thật sự ấy. Rồi nữa. Nó còn hút thuốc lào thì phải. À, thả là thuốc lào. Với một người phụ nữ đẹp như thế này thì là tán tỉnh và chốt hạ là phải thật nhanh. Đúng không? Chính xác. Thì em khẳng định là anh Khánh sẽ gặp rất nhiều đối thủ trên đường đi. Thế thì em muốn hỏi là cái tốc độ yêu và cưới của anh chị diễn ra trong bao lâu? Hai tháng yêu nhau đính hôn rồi, cầu hôn rồi, mang chầu cao đến đính hôn rồi. Một tháng yêu nhau là đã cầu hôn rồi. Tại sao? Tức là tại sao mà hai người lại có thể chắc chắn về nhau như thế? Thực ra thì khi nó trái ngược mọi thứ, nhưng mà khi mà ở với nhau ấy, cái hầu như là tất cả mọi thứ nó bù trừ đó, tự nhiên nó cảm giác là nó rất là hợp nhau ấy. Hợp lý và thấy là chị... hợp lý này thì thôi dọn về ở cùng nhau. Vậy lời cầu hôn diễn ra như thế nào? Lời cầu hôn thì hôm đấy hai vợ chồng đi lễ ở trong Côn Đảo về nuôi xuống sân bay về là muộn. Đang đi xách vali kéo ở dưới sảnh để chuẩn bị lên nhà thì ngồi ở ghế đá mới muộn này. Bắt đầu mới ngồi ở đấy cầm tay nhau nói chuyện, xong bắt đầu mới bảo cho mình bay sang hỏi mình là vợ ơi, hai chồng mình cưới nhau đi. Thế là cầu hôn đấy. Lúc đấy bình thường còn không có nhẫn, không có gì cả, dưới mỗi bóng đèn mới trăng đèn thôi. Từ khi bắt đầu hẹn hò và yêu nhau và đi đến kết hôn thì hai người có gặp những cái điều ra tiếng vào, những cái ý kiến từ phía dư luận hoặc là những người thân của mình về cái sự chênh lệch tuổi tác cũng như là những cái khác biệt về kinh nghiệm trước đó hay không? Có chứ. Nhiều. Cả hai cũng nói đương nhiều. Là cái điều nó không bình thường. Thực ra thì mình tự quyết định cuộc sống của mình. Mình cũng chia sẻ với bố mẹ mình rằng là con quen một người lớn tuổi. Chị. Con quen chị thì cũng chia sẻ với bố mẹ em, con muốn hai đứa con muốn cưới nhau, mình về mình chia sẻ với bố mẹ mình thế, nhưng mà bảo là bây giờ cứ hạnh phúc với nhau được thì là cưới thôi. Thế còn từ phía chị Linh thì sao? Chị mình thì mẹ hơi phản đối thì không phải là phản đối, nhưng mà kiểu cũng hơi lo lắng ấy cho mình ấy. Tại vì thứ nhất là cái đặc thù công việc của anh ấy này, xong rồi lại còn có một đời vợ và ba đứa con nữa. Đó, cho nên là thành ra cũng cảm giác là mình sẽ bị lo lắng. Và trên người thì hơi khá nhiều hình xăm. Thế thì... Thế hình xăm nó là cái chuyện rất bình thường thôi, nhưng đối với người ở một người lớn tuổi mà ở quê thì họ vẫn có cái một cái khái niệm khác. Nhưng mà sau đó thì bây giờ thì quý hơn vàng rồi. Wow. Nhiều khi ra rìa ấy. Bây giờ mỗi lần mà cãi nhau là suốt ngày mẹ gọi điện là thôi con ơi, con đừng có như thế này, con đừng như thế kia. Hoặc anh trai cũng thế, là chỉ có bảo vệ cái cậu này thôi. Wow. Bây giờ hơn vàng rồi, bây giờ con gái là ra rìa rồi. Hai anh chị cùng nắm tay nhau vượt qua hay là có những cái giây phút mà có người này yếu lòng và người kia sẽ phải nâng đỡ? Thực ra thì cái lúc mà gần cưới ấy, mình có một chút xáo động, lúc đấy cái tâm lý mình cũng khá là sợ. Cái sợ của mình không phải là mình lấy người đàn ông này có ba đứa con rồi mình sẽ như thế nào, mà chỉ là cái lúc đó là mình bị một cái vấn đề là
liệu mình có làm tốt được cái vai trò làm mẹ hay không. Lúc đó mình có gọi nhắn tin, cái hôm đấy mình có nhớ cái tin trước cái ngày cưới có một ngày thôi, mình nhắn tin mình có nói với cả vợ của Khánh là chị cũng hỏi em thật một câu là em còn yêu Khánh không, nếu em còn yêu thì chị sẽ muốn là cái người giúp đi. Tại vì cái điều lúc đó là thực ra cái tình yêu của đối với mấy đứa trẻ con nó lớn lắm, nó lớn. Vợ xin lỗi là lúc đấy lớn hơn là tình yêu với bố thật sự là như thế. Tại vì là bản thân khi mà mình hỏi câu đấy mình đau cũng đau nhé. Tại vì lúc đấy mình cũng có tình cảm đấy. Nhưng lúc mình nghĩ vì mấy đứa trẻ con nhiều, thế là lúc đấy mình cũng hỏi câu đấy để mình ra một cái quyết định. Nếu mà thật sự ấy mà kiểu vợ cũng mà có tình cảm mình sẽ nhường đi, về để mình trong đầu mình nghĩ là ví dụ như hai người này quay lại với nhau thì được những đứa con nó sẽ có cái sự kiểu như là trọn vẹn tình cảm hơn, kiểu như là bố mẹ có trọn vẹn cả bố và mẹ hơn là ở với một người không phải là người đẻ ra ấy. Đấy lúc đấy mình cũng có cái suy nghĩ đó. Vậy thì khi mà hạn ba đứa con nghe cái thông tin là bố sắp có vợ mới rồi thì cảm xúc của ba người bé như thế nào? Thống nhất với lại vợ cũ là bây giờ phải chia sẻ rằng là bố có bạn mới, mẹ cũng có bạn mới rồi, thì các con có bốn người yêu thương chứ không phải là chia rẽ ra là mẹ nọ bố kia mà cả ngày kia mà là ai cũng là bố mẹ của tụi con hết. Các con lớn lên các con vui vẻ, các con không có bên này bên kia, không có suy nghĩ về mẹ này bên kia, bố này bên kia, là không có điều đó. Đó cũng là điều mà em cảm nhận được ở cặp đôi này. Bởi vì thật ra cũng có rất là nhiều gia đình khi mà bố mẹ đi mất nữa thì tự nhiên em bé bị bỏ mặc ở giữa. Và không phải là em bé sẽ hiểu là bây giờ mình sẽ có thêm bố, có thêm mẹ, mà nó giống như kiểu một cái sự mất mát của trẻ thơ vậy. Nhưng mà ở cặp đôi này thì em cũng nhận thấy điều đó. Sau khi đã cưới nhau về xong thì có sự thay đổi từ phía đối phương không, và thay đổi như thế nào? Thay đổi nhiều chứ. Thì ai là người thay đổi nhiều hơn và thay đổi như thế nào? Mình là người thay đổi nhiều. Rồi như thế nào, kể xem nào. Anh này là thay đổi tích cực của mình. Tiêu cực là có nghĩa là một người rất chăm, rất gọn gàng, người sẽ ngăn nắp từng tí một. Vì ngày xưa ở của mình tôi nghĩ hoặc là thỉnh thoảng bạn giai không bạn giai thì hoặc là những người trai đến tán phải nhà nó phải sạch chứ. Bây giờ có chồng thì không cần phải sạch nữa. Đấy không phải là tiêu cực đâu. Đấy là khi mà chị ấy đã sống trong tình yêu của anh Khánh rồi thì chị ấy thả lỏng hơn. Lại cảm thấy thả lỏng hơn, cảm thấy thư giãn hơn, đúng không? Thế em nghĩ đấy là một sự thay đổi tích cực chứ không phải là tiêu cực nữa rồi. Thả lỏng hơn thì thôi. Nhưng mà Khánh hiểu dám hơn đấy. Đấy cũng là thả lỏng đấy. Đấy là thả lỏng. Thả lỏng hết mà. Không nhờ cái này thì ta thấy không cắt sao. Đây là toàn chùm chăn thôi, bỏ tay vào góc phụ. Thôi chỉ nói thế, không hề về lại có cái trò mới. Trò mới rồi đấy, được đấy, đấy còn là một người rất là sáng tạo. Có điều gì mà hai vợ chồng đã bao giờ nghĩ là kiểu mình không thấy vui hoặc là mình tiếc nuối? Ví dụ như là đôi nào cũng sẽ có những lúc mà bát xô đũa lệch, cũng sẽ có những giờ phút mà cảm thấy kiểu không hiểu mình đang ở đây và đang làm gì với người này. Thì anh chị có bao giờ cảm thấy có một giây phút nào đó cảm thấy có sự tiếc nuối hoặc là có một cái sự không vui? Thực ra tiếc nuối thì chắc chắn là sẽ không tiếc nuối rồi. Nhưng mà cái chuyện mà cãi nhau đôi khi không vui là chuyện rất là bình thường trong các cặp đôi. Nhưng mà hai vợ chồng mình nó có một cái quy định cũng như là giống như mình đã từ đầu mình đã cho ra một cái đó là thỏa thuận. Hai vợ cãi nhau là không được lâu quá. Thế nhà trước thì hay kiểu dạng như là đêm là cãi nhau 12 giờ là vẫn phải ôm nhau ấy. Vậy thì mình sẽ hỏi câu này nữa là để giúp CJ thôi. Thế nếu mà phụ nữ kiểu bảo là em muốn là một mình thì có nên tôn trọng điều đấy và cho phụ nữ của mình thời gian không? Có. Chứ bây giờ lại nói là nếu mà em nó anh để em
một mình, anh không được đi xa quá 10 mét. Lúc nào mình rình rình để xem là một mình này đã xong chưa. Mình rời theo con định của mình, mình rất ghét mà khi mà cãi nhau nhá, là đi ra ngoài là rất là ghét. Nói là một mình thì có nghĩa là em ở trong phòng của anh ngủ hết salon. Đấy, khi nào em cảm thấy là mình ok thì anh mới được vào. Thậm chí là chứ phải đẩy ghế salon gần cửa phòng một chút. Đó, đấy, ghế salon phải gần cửa phòng. Chứ không được đi xa quá. Wow. Đấy, đa số một lúc sẽ là như thế. Anh hai một cái. Anh em mình... Ông bây giờ dạy này là đàn bà là không đánh, phụ nữ không đánh rồi. Thì mua một cái đàn piano về đánh. Để đỡ bị tức đúng không? Để bật guitar đúng không? Vậy thì trong gia đình có thể nói là đã có ba đứa em bé rồi. Anh vậy, ba em bé đã có ba em bé rồi. Vậy thì chị Ly có dự định có thêm em bé không? Có chứ. Hai vợ chồng mình đã từng đặt em bé thủ tinh nhân tạo cách lần trước và sau đó là bị hỏng được, và lần mình đang chuẩn bị sức khỏe để cho lần tới. Chuyện này nó diễn ra như thế nào và tại sao lại bị hỏng, và khi bị hỏng thì anh chị đã làm gì? Thực ra thì đúng là cái đợt đó là đúng vào cái đợt dịch ấy, nó gọi là đối với mình nó quá kinh khủng, mà thực ra cái tâm lý mãi cái tâm lý đến sau này mình mãi cái đợt cuối cùng hai vợ chồng mình ấy là mình mới cái cảm giác mình mới cảm thấy thả lỏng ra một chút xíu được. Đúng là cái thời điểm mình chọn nó cũng là một cái thời điểm khá là mệt mỏi. Bình thường nếu mà bác sĩ, nếu mà mình những người làm IVF thì cần phải có sự chăm sóc kỹ hơn của bác sĩ. Nhưng trong thời điểm đó khi mình gặp ra cái mình bị giống như mình bị máu ra và bị này kia, mình chỉ biết gọi điện cho bác sĩ thôi. Mà đến khi máu ra nhiều ấy, đôi khi gọi điện đến khám người ta còn muốn là từ chối mình cơ. Là do đang dịch Covid đúng không? Hay là không, là vào cái thời điểm dịch nên mình căng thẳng nhiều thứ, không phải stress về, xong rồi thành ra tâm lý ảnh hưởng đến em bé. Xong rồi em ham việc quá đó. Là còn làm việc nữa, thế là thành ra là không giữ được. Nếu không phải về hai vợ chồng động viên nhau bảo thôi vợ. Con cái là do duyên số ông trời. Nếu có chuyện gì xảy ra lần này thì coi như mình rút kinh nghiệm, để mình lấy cái kinh nghiệm lần sau mình giữ gìn hơn. Lần đầu cũng bỡ ngỡ, cũng không có cái kinh nghiệm gì cả. Mình sinh đôi. Thế trong quá trình đấy thì anh Khánh có... Chắc là anh Khánh là người chăm sóc toàn vẹn cho chị đúng không ạ? lau chân người rửa chân các thứ, gội đầu các thứ, nói chung là hết. Wow. Ăn uống là đút cho ăn, rồi đi ngoài thì lau chùi cho, xong rồi dọn dẹp tất cả mọi thứ. Mình không cần phải thuê ai hoặc ai cần phải giúp cả, tại vì chồng làm hết. Nói chung là mình đều thấy là anh Khánh là một người rất rất tâm lý, rất biết yêu chiều vợ của mình. Wow, rất là tuyệt vời. Bạn CJ với cũng như OB chúc hai vợ chồng sớm có nhiều để có một cái thông tin rất là vui. Và lúc đấy nhớ là phải báo cho bọn em đấy nhé. Chính xác. Bây giờ mình sẽ đến phần gọi là trách nhiệm trả lời những cái câu hỏi gọi là nguy hiểm. Bây giờ CJ sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên. Tôi không ưa người yêu cũ của vợ một chồng. Không gì đâu. Bởi vì câu chuyện anh chị đã chia sẻ rồi. Đơn giản. Nhưng mà anh Khánh chưa chia sẻ là gặp người cũ của chị thì chị làm bạn còn đi chơi với nhau luôn mà. Ôi. Bây giờ còn vẫn nói chuyện ngày qua vừa nói chuyện. Wow. À, cái là điều bình thường. Anh nghĩ là dễ tính nhỉ? Vừa là dễ tính, vừa là trưởng thành. Vừa là kiểu anh có muốn gặp người yêu cũ của em không? Anh không thèm. Xin hẹn. Ok, câu hỏi thứ hai. Tôi không thấy thoải mái với gia đình vợ hoặc chồng của mình. Wow. Chắc có này nhằm chán quá. chán quá chẳng có phút gì cả. Nhưng mà có cái vui là chuyện tình cảm của họ. Còn với cái việc muốn kiểu lấy cái thông tin mà rất là... Thôi, mời anh chị đi về. Chắc chắn chưa nào? Okay. Ok. Tôi thấy bối rối trong việc xưng hô khi mới yêu. Khi mới yêu. Đó. Đấy. Rất là bối rối. Có lại là vẫn ở lại đấy. Trời trời mới. Anh chị kể cho bọn em nghe là cái việc xưng hô bắt đầu như nào, nó thay đổi theo thời gian ra sao? Đúng rồi. Thực ra đầu tiên vẫn chị em. Đến lúc mình gặp vợ mình gọi chị. Lúc mình tán vợ mình gọi chị. Vẫn là chị. Vẫn chị. Wow. Chứ nó gọi tình là em yêu chị à?
em yêu chị. Chị ơi, anh yêu chị. Hai đứa mình cưới nhau đi. Ui, thật luôn. Lúc yêu rồi với bọn chị. Wow. Xong rồi có một hôm mọi người nói là mọi người yêu nhau với gọi chị em, yêu rồi với gọi chị. Xong rồi mới đổi sang là gọi là vợ. Vợ chồng. Tôi cảm thấy không thoải mái trong chuyện chăn gối vì tranh giành quyền cát. Thoải mái mà. Tức là tôi cảm thấy không thoải mái, nếu mà có thoải mái thì sẽ ít gì ta. Chính vì cảm giác là cái lúc đầu là vượt rào là cảm thấy là hợp nhau về tình dục đấy mới cũng là một cái phần thúc đẩy như là cho luôn. Wow. Tốt hơn đấy. Wow. Bây giờ là giờ phút mà Obi và CJ rất muốn chiêm ngưỡng các cặp đôi bày tỏ tình cảm với chính nhau một cách chân thật nhất, tự nhiên nhất. Nói với nhau chân thành nhất thì hàng ngày nói rồi, ngày nào cũng như thế. Ngày nào thế. Chị yêu em. Để là em bé em này. Cũng yêu chị. Thôi mình phải bây giờ. Ôi giời ơi, được đấy. Chưa nói, chưa nói. Chưa bình thường thôi, tại vì chuyện hôn nó khắp mọi nơi rồi. Mình ra ngoài đường, hôn làm gì, đang làm việc hôn mà. Nhau đang làm việc hôn nhau, đấy là kiểu nhiều động lực ấy. Chương trình này vì sao mình cưới nó sẽ không phải là một cái chương, nó chưa đầy đủ nếu không có cái khoản nói chuyện với nhau với một âm thanh rất là lãng mạn, là mình cùng ngồi nói chuyện một vài câu cũng được. Ok. Để mình cùng nhau chia sẻ những cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Mình đang ngồi gặp cái thằng đây xì này CJ. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ trước mặt CJ và trước mặt khán giả và vừa là mình đang riêng tư đi. Chồng chỉ muốn nói vợ là chồng luôn luôn yêu thương vợ. Chúng ta sẽ cùng vượt qua này, cùng xây dựng những ước mơ của mình này và cùng nhau trở nên cùng nhau yêu thương hơn nhau này, cùng nhau xây dựng những ước mơ và trở nên cùng nhau trở thành những ông bố ba mẹ. Đúng rồi. Sắp tới. Còn chị Ly thì sao? Khi cuộc sống của vợ bình thường ấy, khi mà chưa có chồng đến ở bên vợ ấy, thì chồng cũng biết rằng là nó rất là mệt mỏi và rất là nhiều những thứ buồn tẻ. Nhưng mà vợ cảm ơn là vì khi chồng đến bên cạnh vợ thì vợ được yêu thương và vợ cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Khóc quá. Happy. Cảm ơn rất là nhiều. Ok vợ. Bây giờ nhá, không phải nói nhiều nữa mà từ ngày hôm nay trở đi và sau này đi nữa chúng mình phải xây dựng tình yêu của hai vợ chồng mình lớn hơn. Ôi giời ơi. Thôi em yêu chương trình này. Wow. Các bạn đừng quên hãy nhớ bấm nút subscribe và bấm nút like. Nếu mà các bạn có cảm xúc gì muốn chia sẻ với chúng mình thì các bạn hãy nhớ comment ở dưới. Còn nếu mà các bạn có một cặp đôi mà các bạn rất mong là chương trình sẽ mời đến thì các bạn hãy comment ở dưới và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tuần sau. CJ với OB xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Bye bye.